Mì ốc hến Tư Thủy nổi tiếng Sài Gòn khiến danh hài Việt Hương Hiền khen nức nở. Mì ốc hến Tư Thủy ở số 91 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 là một trong những tiệm mì hến nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Chẳng phải bàn cãi gì về độ thơm ngon của món ăn này khi quán có khá đông lượng khách duy trì ổn định tới đây để thưởng thức mỗi ngày. Đặc biệt, quán mì ốc hến Tư Thủy có lượng đông đúc nghệ sĩ ở Sài Gòn thường xuyên ghé đến thưởng thức. Trong đó, danh hài Việt Hương từng đến quán này, mê tít với những món ăn vặt bán ở đây và khen nức nở. Quán mì ốc hến Tư Thủy còn có bán nhiều món ăn vặt cực ngon như mì ốc, mì hến, mì bạch tuộc, bánh tráng nướng, khổ qua cà ớt, bánh trứng. Tô mì ốc hến to bự dạng, nhân nhiều, ăn đến mê. Ngoài ra còn có món hủ tiếu ốc, hến, bạch tuộc, tôm, giò chả, tùy theo khẩu vị của mỗi thực khách. Quán còn bán các món mà tín đồ ăn vặt rất ghiền như bánh tráng nướng, khổ qua cà ớt, bánh trứng. Riêng sợi mì là sợi mì gói rất nổi bình thường, có thêm một ít rau muống, rau răm, thế mà ngon đến lạ. Ốc thì nhân viên quán sắc nhỏ với nghêu, ăn dai, tươi và không hề có mùi. Nước súp nêm nếm rất vừa ăn, giá cả lại khá bình dân, trung bình chỉ 20.000 đồng một tô, nên được thực khách rất yêu thích. Đồ uống đi cùng là món dừa tắc rất thơm, vị ngọt mát. Nói chung về chất lượng, quán mì hến này khá ổn. Các tín đồ ăn vặt thường xuyên tụ tập tại quán mì ốc hến Tư Thủy để thưởng thức. Còn bạn, nếu có dịp hãy ghé đến trải nghiệm món ăn vặt thần thánh này nhé. Đảm bảo ăn là ghiền và sẽ tiếp tục quay lại với món mì ốc hến Tư Thủy nổi tiếng này đó. Chừng luôn hết 161 ngàn ha. Gọi đúng không chị?